Sau một kỳ nghỉ đông có phần ảm đạm, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ bắt đầu có dấu hiệu sôi động trở lại vào tháng 3 này với một loạt những bộ phim hot cùng sự trở lại của những cái tên đình đám như Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Nhậm Gia Luân, Cúc Tịnh Y, Vương Nhất Bác. Hãy cùng với thú vị Cbiz điểm qua những bộ phim cực kỳ hấp dẫn sẽ được lên sóng trong tháng 3 này. 1. Giữ Phượng Hành. Là một trong những siêu phẩm cổ trang huyền huyễn được mong đợi nhất năm 2024, Giữ Phượng Hành được Tencent ưu ái xếp lịch chiếu ngay trong quý 1. Phim đã chính thức lấy được giấy phép phát hành vào ngày 29 tháng 2, dự kiến ra mắt khán giả vào khoảng cuối tháng 3. Giữ Phượng Hành chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương ở đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, mẹ đẻ của một số bộ tiểu thuyết nổi tiếng được chuyển thể thành phim thành công như Thương Lan Quyết, Bảy Kiếp May Mắn. Giữ Phượng Hành với sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, cặp đôi từng oanh tạc màn ảnh nhỏ năm 2017 với Sở Kiều Chuyện, để lại nhiều nuối tiếc trong lòng khán giả. Viết tiếp câu chuyện mới với Giữ Phượng Hành lần này, liệu rằng Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có tạo nên được tiếng vang như năm đó hay không? Nội dung của Giữ Phượng Hành kể về câu chuyện của Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh. Nàng là Bích Thương Vương, nữ tướng mệnh cách cao quý của ma giới. Một ngày nọ, Thẩm Ly nhận được một mối hôn sự từ trên trời rơi xuống, ép nàng phải thành thân với một vị thần quân của thiên giới. Không chấp nhận làm thê tử của một người xa lạ, Thẩm Ly đào hôn trốn khỏi ma giới. Trong hành trình trốn chạy này của mình, Thẩm Ly bị trọng thương, nàng biến về bản thể Phượng Hoàng rồi rơi xuống trần gian. Tại đây, Thẩm Ly bị nhầm là một con gà, bị người ta vặt trụi lông. Nàng may mắn được một phàm nhân tên là Hành Vân cứu giúp. Tuy ban đầu chung đụng không mấy vui vẻ, nhưng cặp oan gia Hành Vân và Thẩm Ly lâu ngày hòa hợp. Khoảng thời gian Thẩm Ly sống tại nhân gian cùng với Hành Vân trở thành đoạn ký ức tươi đẹp nhất của cuộc đời nàng. Thế rồi thời gian trôi đi, vốn là Bích Thương Vương của ma giới, Thẩm Ly không thể nào thoái thác trách nhiệm của mình, nàng buộc phải trở về ma giới gánh vác trọng trách. Bây giờ Thẩm Ly mới phát hiện ra, phàm nhân tên Hành Vân kia chính là hành chỉ thần quân của thiên giới. Hắn chính là kẻ đã ban xuống mối hôn sự rời ơi đất hỡi khiến cho nàng phải trốn chạy thừa sống thiếu chết. Hiện giờ thân phận của cả hai vô cùng đặc biệt, Thẩm Ly và hành chỉ bên nhau lâu ngày lại nảy sinh tình cảm. Liệu rằng tình yêu của họ có vượt qua được ranh giới giữa hai tộc hay không? Giữ Phượng Hành dự kiến sẽ được lên sóng trên Tencent Video và Mango TV vào cuối tháng 3. Bộ phim thứ hai, Đừng Rung Động Vì Anh. Đừng Rung Động Vì Anh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kiều Diêu, do đích thân tác giả đảm nhận vai trò biên kịch, hứa hẹn sẽ cực kỳ bám sát nguyên tác. Đừng Rung Động Vì Anh là câu chuyện xoay quanh Nhạc Thiên Linh do Châu Dã thủ vai và Cố Tầm vai diễn của Lâm Nhất. Cả hai đều thích thầm đối phương nhưng lại chẳng hề hay biết. Cố Tầm là một chàng trai có vẻ ngoài vô cùng nổi bật, tính tình lại tốt, là mẫu bạn trai lý tưởng trong mắt rất nhiều cô gái. Cũng chính vì điều này mà số người thích Cố Tầm ở trong trường nhiều không đếm xuể, có thể nói là xếp dài tới tận cổng trường. Nhạc Thiên Linh cũng là một trong số những người không đếm xuể đó. Cô nàng có vẻ ngoài xinh đẹp lại đáng yêu này đã thích thầm Cố Tầm một khoảng thời gian rất dài. Vào thời điểm trước khi Cố Tầm tốt nghiệp, Nhạc Thiên Linh đã lấy hết dũng khí đến trước mặt của Cố Tầm để bày tỏ tình cảm. Bởi vì đã có người trong lòng, cho nên Cố Tầm đã thẳng thừng từ chối Nhạc Thiên Linh trước mặt rất nhiều người. Cô nàng bị từ chối thì vô cùng bực tức, trở về ký túc xá đăng nhập vào game đổ sát đến hơn 20 mạng, sau đó không kìm được mà òa khóc. Người đồng đội thân thiết với cô trong game nhận thấy sự bất thường nên đã hỏi thăm. Nhạc Thiên Linh cũng thật tâm tâm sự chuyện tỏ tình thất bại với người đồng đội của mình. Thậm chí cô còn chẳng ngại nhắc tới danh tính người mà cô đã thích thầm bấy lâu, Cố Tầm. Nhạc Thiên Linh chẳng thể nào ngờ được rằng người đồng đội kia của cô sau khi nghe xong thì tâm trạng không biết nên diễn tả như thế nào. Bởi anh ta đã yêu thầm cô bấy lâu nay dù vẫn chưa gặp mặt bao giờ. Mà hiện giờ anh ta lại biết được rằng cô lại là người mà anh ta vừa mới từ chối. Thế rồi câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu khi Cố Tầm hối hận quay trở lại theo đuổi Thiên Linh. Đừng Rung Động Vì Anh đã lên sóng trên Youku bắt đầu từ ngày 1 tháng 3. Bộ phim thứ 3, Hoa Gian Lệnh. Hoa Gian Lệnh thuộc thể loại cổ trang phá án do Cúc Tịnh Y, Lưu Học Nghĩa diễn chính. Phim xoay quanh câu chuyện giữa Phan Việt, Lưu Học Nghĩa, công tử thế gia, huyện lệnh nổi danh Tuấn Mỹ Vô Song và nàng tiểu thư nhà họ Dương, Dương Thải Vi do Cúc Tịnh Y thủ vai. Nàng tuy xinh đẹp nhưng lại có sở thích kỳ lạ, đó chính là kết bạn với tử thi. Từ nhỏ thì Dương Thải Vi đã có hứng thú với việc tìm hiểu các bộ phận trên cơ thể người. Lớn lên, Thải Vi rất tinh thông việc khám nghiệm tử thi. Mối giao tình từ đời trước khiến cho Thải Vi từ nhỏ đã được hứa hôn với Phan Việt. Một ngày nọ thì cả nhà của Thải Vi gặp họa, trên dưới toàn gia tộc bị sát hại không còn một ai. Dương Thải Vi nghi ngờ kẻ đứng sau làm hại cả gia tộc của nàng chính là vị hôn phu Phan Việt. Từ đó Thải Vi che giấu thân phận, bắt đầu kế hoạch điều tra vạch mặt kẻ sát nhân Phan Việt. Duyên phận của cả hai cũng bắt đầu từ đây. Hoa Gian Lệnh được dự kiến sẽ phát sóng vào cuối tháng 3 trên Youku. Bộ phim thứ 4, Tử Xuyên, Quang Minh Tam Kiệt. Tử Xuyên thuộc thể loại giả tưởng kỳ huyễn, lấy đề tài chiến tranh quân sự,
kể về ba vị tướng tài ba xuất chúng của Quang Minh Đế quốc, gồm có Tử Xuyên Tú, Đế Lâm và Tư Đặc Lâm. Tử Xuyên Quang Minh Tam Kiệt là một bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lão Châu. Phim do Trương Manh làm đạo diễn, các diễn viên chính Dương Húc Văn, Lưu Vũ Ninh, Trương Minh Ân. Câu chuyện diễn ra tại lục địa Tử Xuyên, nơi mà xung đột chiến tranh giữa hai bộ tộc là Tử Tuyền và Tắc Nhung đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Tử Xuyên Tú do Dương Húc Văn thủ vai, người trấn giữ biên giới Tử Xuyên trở về đế đô với chiến tích lớn, mang theo sự ổn định cho đất nước. Tuy nhiên một nguy cơ mới lại nổi lên. Một viên quan lớn trong triều có tên Dương Minh Hoa có ý đồ nổi loạn, muốn gây nên một cuộc nổi dậy. Tử Xuyên Tú cùng hai người đồng đội là Đế Lâm do Lưu Vũ Ninh thủ vai và Tư Đặc Lâm do Trương Minh Ân đóng, hợp tác để tiêu diệt mối đe dọa đưa Tử Xuyên trở lại bình yên. Tuy nhiên, Tử Xuyên vẫn chưa kịp hồi phục, bộ tộc Tắc Nhung lại chính thức tuyên chiến. Hỏa Lạt bốc cháy, ba người anh em Tử Xuyên Tú, Đế Lâm và Tư Đặc Lâm rời xa quê hương, hành động vì Tổ quốc, bảo vệ những người thân yêu và đưa hòa bình trở lại, tạo nên một câu chuyện đam mê hùng tráng. Tử Xuyên hiện đang được phát sóng trên IQV bắt đầu từ ngày 27 tháng 2. Bộ phim thứ 5, Vũ Canh Kỷ. Vũ Canh Kỷ được đầu tư hoành tráng với dàn diễn viên hùng hậu từ chính cho tới phụ, gồm những cái tên đáng được mong đợi như Nhậm Gia Luân, Hình Phi, Nghiêm Khoan, Trần Kiều Ân, Hà Nhuận Đông, Trúc Tự Đan, Tử Chính Khê. Nhân vật chính của Vũ Canh Kỷ là Vũ Canh, con trai của Trụ Vương và Đát Kỷ trong truyền thuyết. Cha của Vũ Canh, người ôm chí lớn muốn giải phóng nhân tộc khỏi sự chèn ép của thần tộc nhưng không thành. Trong đêm Trụ Vương tử trận, Vũ Canh bị mẹ của mình tự tay đâm một đoạn kiếm xuyên tim nhằm che mắt thần tộc. Thực chất, anh mượn xác của một người chết cùng thời khắc đó để hoàn hồn, đó chính là nô lệ A Cẩu. Từ đó, Vũ Canh sống dưới thân phận A Cẩu, bên cạnh vị hôn thê tên Bạch Thái. Một mặt, Vũ Canh phải đóng giả tên nô lệ A Cẩu để che giấu thân phận. Mặt khác, cậu lại phải tìm cách thoát khỏi ách nô lệ, âm thầm lên kế hoạch để lật đổ thần tộc. Nương mất nhà tan, mồ côi cha mẹ, Vũ Canh quyết thay cha mình tiếp tục sự nghiệp đấu tranh chống lại áp bức của thần tộc còn đang giang dở. Cậu không hề cô đơn trong hành trình đó khi có cả Minh tộc làm đồng minh. Liệu rằng Vũ Canh có hoàn thành được nghiệp lớn, Vũ Canh Kỷ đã bắt đầu chiêu thương, dự kiến sẽ lên sóng trong tháng 3 trên IQV, trực tiếp đối đầu với bộ phim Giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Bộ phim thứ 6, Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao. Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao là một tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em của tác giả Cửu Nguyệt Hy, với sự tham gia diễn xuất của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Bộ phim là câu chuyện về sự trưởng thành và những lần phải lựa chọn giữa khởi nghiệp, ước mơ và tình yêu. Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai là một mẫu nhân tài trong ngành khoa học kỹ thuật, vì để thực hiện ước mơ mà đã từ chức không một chút do dự, bắt đầu vào con đường khởi nghiệp. Vào khoảng thời gian đầu, Kỷ Tinh gặp rất nhiều khó khăn, nhưng may mắn thay cô nhận được sự ủng hộ của giám đốc công ty y tế Đông Dương, Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai. Nhờ vào sự đầu tư cổ phần của Hàn Đình, công ty của cô thành lập cuối cùng cũng đã đi đúng hướng. Chớ chiêu thay, khi sự nghiệp vừa mới ổn định, Kỷ Tinh lại đánh mất mối tình 7 năm, khó khăn khi khởi nghiệp cùng với nỗi đau thất tình đã khiến cho cô gần như gục ngã. Thời điểm ấy, nhờ có sự động viên của những người bạn thân thiết mà cô đã vượt qua. Trải qua khoảng thời gian tiếp xúc và làm việc cùng nhau, trong quá trình khó khăn, đầy gian truân và thách thức ấy, mối quan hệ giữa Kỷ Tinh và Hàn Đình cũng đã dần thay đổi. Ban đầu họ là những người đồng nghiệp, là đối tác thương mại, sau đó bị đối phương thu hút, chinh phục rồi dần dần nảy sinh tình cảm. Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao vốn được dự kiến ra mắt khán giả trong tháng 2, tuy nhiên do chưa tranh đột xuất chiếu đài cho nên phim buộc phải lùi lịch chiếu. Nhiều khả năng phim sẽ được phát sóng trong tháng 3. Phim sẽ được chiếu online trên Tencent Video. Bộ phim thứ 7, Trường Phong Phá Lãng. Sau một khoảng thời gian dài tập trung vào điện ảnh, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đã trở lại màn ảnh nhỏ vào tháng 3 này với Trường Phong Phá Lãng. Đây là một bộ phim dân quốc lấy bối cảnh năm 1928 tại Thượng Hải. Ngụy Nhược Lai do Vương Nhất Bác thủ vai với tư cách là nhân viên tầng thấp nhất của Ngân hàng Trung ương Quốc dân Đảng, bái cố vấn kinh tế cao cấp Thẩm Đồ Nam làm thầy. Anh quyết chí mượn Trường Phong vượt ngàn con sóng, đền đáp đất nước. Trong quá trình làm việc, Ngụy Nhược Lai nhờ vào năng lực phân tích số liệu cùng trí nhớ siêu phàm của mình đã dần dần lấy được sự tán thưởng của Thẩm Đồ Nam, cũng đồng thời tận mắt chứng kiến sự thối nát và hủ bại của Quốc dân Đảng trong lĩnh vực tài chính. Đang trong lúc bàng hoàng lưỡng lự dưới sự ảnh hưởng của Thẩm Cận Chân, do Lý Thấm thủ vai, em gái của Thẩm Đồ Nam, cũng là một đảng viên, Ngụy Nhược Lai từng bước thiết lập nên niềm tin đối với chủ nghĩa cộng sản, đối đầu với Thẩm Đồ Nam. Dưới sự an bài của tổ chức, Ngụy Nhược Lai và Thẩm Cận Chân bí mật chuyển từ Thượng Hải đến Thụy Kim, Giang Tây. Khi lực lượng Quốc dân Đảng tiến hành vây quét và trấn áp căn cứ của khu căn cứ cách mạng Trung ương Xô Viết, Ngụy Nhược Lai đối đầu ác liệt với Thẩm Đồ Nam, kẻ đã đặt ra lệnh phong tỏa kinh tế đối với khu vực căn cứ cách mạng Trung ương. Trải qua nhiều khó khăn, mất mát, Ngụy Nhược Lai dần dần trưởng thành, trở thành người chiến sĩ kiệt xuất trên mặt trận kinh tế của Đảng.
Trường Phong Phá Lãng được dự kiến sẽ phát sóng trên IQE vào giữa tháng 3. Trên đây là 7 bộ phim thuộc nhiều đề tài khác nhau vô cùng đặc sắc sẽ được phát sóng trong tháng 3 này. Đâu là bộ phim mà bạn mong chờ và hứng thú nhất? Chia sẻ với Thú Vị Cbiz tại phần comment của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.